Hello, hello, xin chào tất cả các bác đến video tiếp theo của anh tiến hiền chỗ là nhật mỹ đức nhé đấy thì hôm nay bên em về rất là nhiều những sản phẩm mới nhé em sẽ lên báo giá cho các bác video ngày hôm nay đấy thì các bác quan tâm ủng hộ em thì cho em xin một nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem những sản phẩm video mới nhất của bên em đây thì em sẽ đi chi tiết vào những sản phẩm mà bên em hôm nay mới về rất nhiều những hàng mới thỏa mãn cho bác lựa chọn đấy thì quy cách mua hàng của bên em thì các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán bên em ship code toàn quốc sản phẩm tiếp theo là cái sản sản phẩm đầu tiên em lên trong video hôm nay là cái sản phẩm dòng đèn led sách tay này đấy dòng đèn led sách tay có con năng lượng mặt trời đâu này có sạc năng lượng mặt trời và đi kèm với sản phẩm là một cái dây sạc đấy để về cho bác sử dụng để sạc cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình đây các bác bỏ này ngoài sạc năng lượng mặt trời thì có cả cắm sạc dây điện thoại này các bác cắm vào cục sạc nhà mình các bác sạc vào đây đấy nó sẽ có đèn báo này để cho bác sử dụng để đầy cái vạch này thì nó sẽ tự ngắt đây thì em sẽ test luôn cho bác xem con sản phẩm đèn đèn led sách tay nhá đèn led sách tay sẽ có rất nhiều chế độ luôn đấy hai bản led và một đèn giữa này đấy về cho bác sử dụng đây thì nút ấn của nó thì sẽ ở đây nút ấn của nó sẽ ở đây đấy rất là sáng luôn nhá em bật này đấy có cả rất là nhiều chế độ chế độ nháy này chế độ nháy nhanh nháy chậm chế độ led này led để các bác về qua ăn cơm những lúc mất điện các bác sử dụng thì rất là tiện lợi đấy có hai chế độ nháy và cả đèn pha này đấy có cả, cả đèn pha đấy rất là đa di năng luôn nhá rất là đa di năng và đặc biệt là nó có thể sạc được năng lượng mặt trời đấy thì bên em hôm nay về rất là nhiều em sẽ giảm giá thanh lý cho bác giá thì cực kỳ là ưu đãi luôn bữa trước bên em đang bán là 180k bao ship ấy. thì hôm nay bên em sẽ giảm giá cho bác với giá cực kỳ là ưu đãi thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng đèn led sách tay nha đây thì em sẽ báo giá luôn cho bác thì các bác lên mã sản phẩm dòng đèn led sách tay đấy thì bên em bữa trước đang bán là 180k hôm nay bên em lại về tiếp tục thì em sẽ giảm giá cho bác sập sàn luôn giá chỉ còn 150k nha 150k cho cái con đèn led này và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 150k công suất của con này thì sẽ là đây 2, 2200 200 à 2 năm e, đấy rất là sáng luôn rất là đa di năng có cả sạc năng lượng mặt trời đầy đủ các chức năng để về cho bác sử dụng 150k cho sản phẩm dòng đèn led sách tay và bao ship đến tận nhà cho các bác Tiếp tục là cái sản phẩm dòng đèn led bi này, đấy đèn led bi, đèn led nháy bi này. Hôm nay bên em lại tiếp tục về rất là nhiều luôn. Thỏa mã cho bác đặt hàng, giá thì cực kỳ là giá rẻ luôn. Dây này của nó thì sẽ dài 10 mét Đấy, dây của nó sẽ dài 10 mét thoải mái cho bác sử dụng để về trang trí sắp đến mùa Noel hoặc sắp đến mùa lễ Tết hoặc đấy, các bác về trang trí hoặc là để co phòng cho mình. Đấy rất là đẹp luôn. Đấy nó nháy rất là nhiều màu Đấy, các bác nhìn rõ Nháy rất là đẹp rất là nhiều màu để cho bác sử dụng. Đấy các bác lên mã sản phẩm đèn nháy pha lê. Đấy thì con này nó sẽ cục tụ tự nháy nhá, bác không cần phải chỉnh. Về nó chỉ chế độ nháy nó sẽ tự cài đặt rồi đấy về cho bác sử dụng nó sẽ nháy như này đấy các bác nhìn rõ cho em đang cắm điện 220V đấy các bác về cắm điện 220V thoải mái luôn để về sử dụng đấy cái sản phẩm đèn nháy bi các bác lên mã sản phẩm dòng đèn nháy bi nhá đèn nháy bi đèn nháy bi nháy bi nhá các bác lên mã sản phẩm đèn nháy bi này nháy bi đấy thì bên em đang bán với giá là 100k 100k trong cái sợi đèn nháy bi 10m này và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác đấy với giá là 100k nhá với giá là 100k Đấy, 100k cho cái sản phẩm dòng đèn nháy bi và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 100k cho một sản phẩm đèn nháy bi dây 10m nháy rất là đẹp về bác để co phòng cho mình hoặc các sử dụng để làm trang trí nội yên đấy sẽ là 100k cho một sản phẩm đèn nháy bi và bao ship đến tận nhà cho bác tiếp tục là cái sản phẩm dòng vòi voi này vòi voi đấy rồi nối nước voi đấy về cho bác sử dụng để vòi nối nước đấy gen của nó thì sẽ là gen 21 inox luôn nha inox tư vào bên ngoài nó sẽ có một lớp lớp cao su đấy rất là đẹp luôn rất là đẹp và chắc chắn để về cho bác sử dụng để nối nước đấy vòi của nó sẽ là vòi vòi xe này đấy về cho bác nối vào gen 21 này mình này bác sử dụng đấy thì em sẽ báo giá luôn cho bác các bác lên mọi mã cho em là sản phẩm dòng vòi voi nhá vòi voi thì bên em đang bán với giá là 90 k 90 k cho sản phẩm dòng vòi voi các bác bẻ bẻ cong bẻ lại được rất là tiện lợi luôn đấy về cho bác sử dụng gen 21 mươi cho bác sử dụng thì sẽ là 90 k cho sản phẩm vòi voi này 90 k cho sản phẩm vòi voi, voi. Tiếp tục là cái sản phẩm dòng hộp vòng này. Đấy, dòng vòng này. Vòng. Đấy, vòng chuỗi rất là đẹp luôn nhá. Để về cho bác sử dụng để đeo. Đấy thì em sẽ bỏ ra bác xem luôn một cái hộp vòng này. Đấy rất là hộp, rất là xịn tọ nữa đấy về các bác thể mua về biếu đi tặng được. Đấy vòng vòng đây để em sẽ quay chi tiết cho bác xem luôn cái sản phẩm dòng vòng này. Một vòng này của nó thì sẽ có 2 4 6 8 10 12 13 hột nhá. 13 hột và tính một một cái hộp này nữa là 14 hột. 14 bốn hột đấy hình rất là đẹp nhé. đeo và rất rất là đẹp đấy rất là thời trang và phong thủy nhá đấy vòng phong thủy hình con rồng này hình con rồng này đấy hình con rồng rất là đẹp đeo vào thì rất là chất này về cho bác sử dụng giá thì cực kỳ là tốt luôn vòng hoàn toàn làm bằng đá nhá làm bằng đá này đấy viên đá của nó thì rất là đẹp này rất là sắc nét về cho bác sử dụng để đeo đấy các bác về mang bi biếu đi tặng đều được hết đấy vòng rất là thẩm mỹ nhé. đeo thì rất là đẹp đấy dòng phong thủy thì các bác lên mã chẳng vào dòng vòng hộp đỏ nhá cho nó dễ dễ phân biệt đấy dòng vòng hộp đỏ này vòng hộp đỏ thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng vòng hộp đỏ này vòng hộp đỏ các bác lên mã sản phẩm vòng hộp đỏ nha đấy thì bên em đang bán với giá là 100k 100k cho cái sản phẩm dòng vòng hộp đỏ này và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác đấy, bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 100k cho cái sản phẩm dòng vòng hộp đỏ đấy hộp rất là đẹp đây 13 chuỗi hạt đấy, về cho bác sử dụng để đeo các bác thể đeo phong thủy hoặc là cho nó đẹp đều được hết đấy rất là tiện lợi và rất là xịn sò rất là đẹp đấy sẽ là 100k cho sản phẩm dòng vòng đỏ hạt 13 viên tiếp tục là cái sản phẩm dòng cưa gấp trắng đen này đấy bên bữa trước bên em cháy hàng nhưng mà bên em lại tiếp tục về cái sản phẩm dòng cưa gấp trắng đen của thương hiệu của Nhật này đấy cưa gấp trắng đen của Nhật đấy bản của nó lưỡi của nó thì rất là dài luôn lưỡi của nó sẽ dài 30cm và cán của nó cũng dài 30cm tổng của con này sẽ là 60 cm các bác thể gấp vào ra gấp vào được. Đấy các bác thể gấp vào rất là gọn nhẹ chỉ còn 30 cm thôi. Đấy các bác gấp ra gấp vào đây. Lưỡi của nó này các bác bỏ ra, các bác cưa thì lưỡi của nó là sẽ là lưỡi kép nhá. Lưỡi của nó lưỡi kép cưa thì rất là sắc luôn. Đấy về các bác cưa cây, cưa cành, cưa gỗ đều được hết. Hàng của Nhật này, chữ Nhật lòng hoàng ở đấy về cho bác sử dụng. Thép của nó sẽ là thép SK5 chống rỉ. Đấy rất là uy tín nhá. Đấy rất là uy tín và đẹp và ngon để cho bác về các bác sử dụng để cưa cây, cưa cành. Thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng cưa gấp trắng đen Có lên mã sản phẩm dòng cưa gấp trắng đen thì bên em đang bán với giá là 100k 100k cho sản phẩm dòng cưa gấp trắng đen Và bên em sẽ bao ship tận nhà cho bác Với giá chỉ 100k thôi Cho sản phẩm cưa gấp trắng đen của Nhật Đấy rất là mới nhé hoàn, hoàn toàn hàng chưa qua sử dụng Về cho bác sử dụng Thì sẽ là 100k cho sản phẩm dòng cưa gấp trắng đen Lưỡi dài 30 cm Và cán dài 30 cm 100k bao ship đến tận nhà cho bác Tiếp tục là cái sản phẩm dòng thắt lưng CK này Dòng thắt lưng CK Đấy dòng thức lưng Calvin Carey đấy Calvin Carey đấy hàng dòng CK dòng CK là cái sản phẩm dòng nổi tiếng về thời trang rất là đẹp luôn rất là xịn sò và giá của nó đây thì bên em uh, thanh bên em đấu giá được thì giá cực kỳ là hợp lý luôn rất là rẻ luôn nhưng mà tổng thể biêu quá đơn đàng hoàng nhá hàng chuẩn 100% của CK rất là xịn sò bác về bác quét tem mã vạch đều có hết để về cho bác sử dụng để sử dụng quét luôn hàng chuẩn 100% đấy hàng thanh lý siêu thị nhá về cho bác sử dụng đây thì tổng thể có cái con dây đây dây của nó thì dây da rất là đẹp luôn nhá dây da rất là đẹp và bóng bẩy lẫy của nó thì sẽ là lẫy cài nhá lẫy của nó sẽ là lẫy cài về cho bác sử dụng hàng ck này đấy cây pin kali đấy dòng ck thắt lưng ck là cái sản phẩm rất là nổi tiếng rồi đấy dây của nó rất là mềm và dẻo luôn rất là xịn sò để về cho bác sử dụng thì ngoài ra cái sản phẩm này sẽ đi kèm hai cái mặt luôn hai cái mặt đây hai cái mặt hai cái mặt thắt lưng để về cho bác sử dụng đấy một mặt là cài lỗ này một mặt là cài lỗ và một mặt là lẫy đấy một mặt đều là đều là cài lỗ hết đấy đều là cài lỗ hết để về cho bác sử dụng rất là hay hoa tiện lợi đấy thì một mặt này đi kèm sản phẩm sẽ là một dây và hai cái mặt nhá thắt lưng CK thì bác lên mã sản phẩm dòng thắt lưng CK này thắt lưng CK này thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng thắt lưng CK này thắt lưng CK các bác lên mã sản phẩm thắt lưng CK đấy thì sẽ là 160k 160k cho sản phẩm dòng thắt lưng CK sẽ có hai mặt và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 160k cho một, một sản phẩm đấy thắt lưng CK dây của nó thì sẽ dài tầm đâu đó 1m1 một 1m2 đấy các bác bụng to thì các bác yên tâm vẫn sử dụng được rất là tốt mặt của nó rất là đẹp nha mặt nhám này mặt nhám rất là sắc nét tinh xảo luôn đấy rất là nhìn nó rất là rất là, rất là ít hoa văn loại tiết nhưng mà đeo vào thì sẽ là rất là đẹp đấy về cho bác sử dụng thì sẽ là 160k cho sản phẩm dòng thắt lưng CK và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 160k tiếp tục là cái sản phẩm dòng dòng găng tay này đấy dòng găng tay bông dòng găng tay bên trong sẽ bên ngoài nó sẽ là cao su ở bên trong nó sẽ là bông đấy để về cho bác sử dụng để rửa bát rửa giặt quần áo này trong mùa đông giá rét này thì rất là an toàn rất là đỡ buốt tay đấy và ở bên ngoài sẽ là một lớp cao su ở bên trong nó sẽ bọc bông này đấy hàng của nhật nhá hàng của nhật đây hàng hàng chữ nhật này. đấy hàng chữ nhật làng hoàng đấy hàng chuẩn 100% trăm phần của nhật giá thì cực kỳ là hợp lý luôn về cho bác sử dụng đấy bên trong thì nó sẽ lót một lớp vải bông rất là ấm nhá đấy để về cho bác sử dụng để giặt quần áo hoặc là rửa bát rửa chén này đấy bên trong lớp bông của nó thì rất là dày đây em đã bỏ ra cho xem luôn lớp bông của nó rất là dày rất là ấm về cho bác sử dụng thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng găng tay bông nhá các lên mã sản phẩm dòng găng tay bông găng tay bông găng tay bông Thấy thì bên em đang bán với giá là 40k. 40k cho sản phẩm dòng găng tay bông rồi. 40k sản phẩm dòng găng tay bông đấy, hàng của Nhật này, hàng mới chưa qua sử dụng nha, về cho bác sử dụng. Rất là tiện lợi, 40k cho sản phẩm giá rất là yêu thương luôn. Tiếp tục là cái sản phẩm dòng bình cắm hoa, đấy dòng bình cắm hoa rất là xịn sò luôn, bằng thủy tinh nhá rất là đẹp và sắc nét để về cho bác sử dụng để cắm hoa, sắp lễ, sắp ngày lễ ngày Tết rồi. Đấy để về cho bác cắm hoa thì rất là rất là đẹp luôn đấy thì em sẽ có cái hình ảnh mô tả luôn cái sản phẩm dòng bình cắm ve này rất là chất luôn đấy làm bằng, 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 sợi thủy tinh nhá đang bằng thủy thủy tinh rất là dày dặn chắc chắn quá không lo bị vỡ đâu đây cái hình 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 mà em đã có này cái lọ hình cắm ve này rất là đẹp nhá để về cho bác sử dụng đấy cắm ve này rất là sắc nét rất là sắc nét cắm vào thì tôn lên vẻ đẹp vào ngôi nhà này. đấy thì bác lên mã sản phẩm dòng bình cắm ve nữa bình bình cắm ve bình cắm ve này bình cắm ve Đấy thì sẽ là 150k nữa. 150k cho sản phẩm dòng bình cắm hoa này Và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác Với giá là 150k Chiều dài của con này thì sẽ đâu đó khoảng 25 cm Đấy 25 cm Để thì rất là vừa vặn luôn Xinh xắn luôn Đấy để cho bác về để bàn Các bác cắm hoa các bác để bàn hoặc là Để chỗ làm việc của bác Rất là chiêu luôn Đấy thì bác lên mã sản phẩm dòng bình cắm hoa nữa Thì bên em đang bán với giá là 150k Cho sản phẩm dòng bình cắm hoa này Và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác Tiếp tục là cái sản phẩm dòng dòng đá này mát xe đá này đấy dòng mát xe đá thì hôm nay bên em lại tiếp tục về cái sản phẩm dòng mát đá rất là nhiều bác hỏi đây dòng mát đá đấy về cho bác sử dụng để mát xe mặt này mát xe mặt mát xe tay mát chân đấy rất là tiện lợi đây bên em đi kèm sản phẩm có cả cái này để các bác lăn này đấy các bác lăn các bác lăn vào mặt lăn vào ở mặt rồi là các bác lan vào tay chân các bác mát xe những chỗ nào các bác cần massage xe để các bác sử dụng làm toàn bằng đá nhá làm bằng đá nhá. đây rất là đẹp luôn nhá rất là đẹp đây tổng thể con này sẽ có hai sản phẩm một cái hộp này sẽ có hai sản phẩm dòng mát xe đá có thể xoay xoay lên xoay lại các bác mát xa giá thì cực kỳ hôm nay cực kỳ ưu đãi luôn đấy thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng mát xa đá các bác lên mã sản phẩm dòng mát xa đá này mát xa đá nhé một hộp mà. hàng của nhật nhé chữ nhật này đấy hàng hàng của nhật nha. chữ nhật 100% hàng chuẩn chính hãng của nhật đấy thì em sẽ báo giá luôn cho bác và lên sẽ cho em là mát xe đá này mát xe đá đấy thì bên em đang bán với giá là 100k nữa 100k cho cái sản phẩm dòng mát xe đá và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 100k thôi. Đấy giá cực kỳ là tốt luôn. 100k cho sản phẩm dòng Mercedes đá. Tiếp tục là cái sản phẩm dòng tinh dầu Dubai. Đấy hôm nay bên em lại tiếp tục về cái sản phẩm dòng tinh dầu Dubai. cái sản phẩm này bên em bán rất là chạy nữa. Về đến đâu hết đến đấy. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục về cái sản phẩm dòng tinh dầu Dubai. Đấy nước ba cũng là dạng tinh dầu luôn đấy. Để về cho bác sử dụng đây hộp make in Dubai đây. make in Dubai. Một hộp này của nó thì sẽ gồm 5 lọ. Đấy, một hộp của này của nó sẽ gồm 5 lọ. Rất là sang chảnh nhá. Đấy, hàng của Dubai thì rất là sang chảnh rồi. Hãy make in Dubai này Một lọ, một hộp này sẽ là 5 lọ Các bác về, về mang đi sử dụng hoặc biếu tặng Các bác nam, các bác nữ đều sử dụng được hết nhá Đấy, gốt gơn này, gold girl này Chờ neo này, chờ neo coco đấy Có cả đầy đủ các mùi vị luôn Rất là thơm luôn, rất là thơm để về cho bác sử dụng Victory này, Victory đấy Một hộp này của nó sẽ có 5 loại Rất là sang xinh si mịn luôn nhá, rất là sang xinh si mịn Để về cho bác sử dụng mùi của nó thì rất là thơm lâu và dịu nhẹ Đây thì dạng con này sẽ là dạng con lăn nhá Đấy bác mở nắp ra này đấy nó sẽ là dạng con lăn các bác lăn ở những chỗ nào các bác cần đây các bác chẳng hạn các bác lăn vào đây cho em đấy lăn vào đây các bác sử dụng rất là thơm luôn đảm bảo các bác nghiện cái mùi này luôn về các bác nghiện luôn cái mùi này đi chơi đi bời các bác xịt lăn cho em ít này vào đảm bảo là gái theo đấy thì các bác lên mã sản phẩm dòng nước qua Dubai nhá đấy thì các bác lên mã sản phẩm dòng nước qua Dubai này. tinh dầu Dubai này. tinh dầu Dubai tinh dầu Dubai Đấy thì bên em đang bán với giá là 150k. 150k cho sản phẩm dòng tinh dầu Dubai và bên em sẽ bao ship cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn, cực kỳ là tốt. Một hộp này của nó có 5 lọ mà giá chỉ có 150k thôi. Đấy mà rất là thơm đó, uy tín cho các bác luôn. Đấy thì sẽ là 150k cho sản phẩm dòng tinh dầu Dubai và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho các bạn này. Dòng mài ba khe. Đấy dòng mài ba khe thì các bác con này mài dao mài kéo thì rất là ngon luôn. Bác về các bác chỉ cần mài cho em ba bước là từ phải sang trái hoặc là từ trái sang phải. Nó sẽ mài mài cho bác để cho bác sử dụng để dùng dao dùng kéo thì rất là sắc luôn. Đấy các bác chỉ cần mài ba bước là nó sẽ bộ dao kéo nhà mình sẽ sắc và các bác sử dụng. Đây thì em sẽ báo giá luôn cho bác nhé. Sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng mài ba ke này. Hôm nay bên em đang bán giá thì rất là hợp lý luôn. Thì sẽ là mài ba ke các bác lên mã sản phẩm dòng mài ba ke thì sẽ là 100k. Nhé. 100k cho cái sản phẩm dòng mài ba ke này và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 100k tiếp tục là cái sản phẩm dòng môi thiều vàng da ngày hôm nay bên em về được ít dòng môi thiều vàng da hoàng hàng mới tinh tinh tình luôn đấy thì một hộp thìa này à một một hộp môi thiều vàng da này thì nó sẽ gồm 7 món nhá một cái giá đỡ này một cái giá đỡ rất là dài đấy để về cho các bác đựng để treo ở để ở chỗ bếp nhà mình đấy thì các bác đựng thìa đựng đũa này đấy đựng thìa treo treo thìa này đấy treo thìa treo môi này đấy rất là xịn sò và ngoài ra thì nó sẽ có đi kèm sản phẩm sẽ có 6 cái môi Đấy, 6 cái môi này 6 cái môi có thể có môi canh này môi múc canh này môi múc canh môi xào môi nấu môi nhúng lẩu đều có hết để cho bác sử dụng thì con này nó sẽ làm bằng chất liệu của nó sẽ là inox 304 nhá inox 304 và ngoài ra nó sẽ tráng một lớp mạ vàng nhá rất là bóng bẩy và rất là hoàng da luôn đấy rất là xịn sò thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng môi thiều hoàng da này thì bên em đang bán với giá là 370k bảy 370k 370k cho cái sản phẩm dòng môi thiều vàng da 7 món. Một giá đỡ và sáu sáu chiếc môi. Đấy 6 chiếc môi. 6 chiếc môi khác nhau để cho bác về các bác sử dụng thì sẽ là 370k cho sản phẩm dòng môi thiều vàng da Rất là rất là xịn sò các bác để thì các bác để nó để gian bếp nhà mình thì rất là thẩm mỹ và rất là ngon. Các bật này ra. Thì bên em em nói trước là bên em tránh tình trạng cháy nổ thì bên em sẽ không không bơm ga vào đây. Các bác về các bác bơm ga thì các bác bỏ đây cho em, các bác bơm ga vào đây để các bác sử dụng thì con này nó sẽ đánh lửa bằng bằng điện này, đánh lửa bằng điện. Ngoài ra thì nó có cả chức năng đèn pin. Đấy, chức năng đèn pin này các bác ấn vô đây là nó sẽ có đèn pin cho bác sử dụng. Đấy. Thì bây giờ em sẽ uh, cho các bác xem video mô tả nhá. Video mô tả của cái con uh, bật lửa bật lửa này. Đây là cái video mô tả này. Đây em sẽ bỏ ra cho bác xem luôn cái sản phẩm video mô tả của cái con con uh, bật lửa điện này. đấy rất là tiện lợi nhá cái này rất là tiện lợi đây vậy em đã cho các bác xem video mô tả trực trực tiếp rồi đấy rất là tiện lợi luôn cơ bản lửa này các bác thể bẻ cong bẻ lên bẻ xuống được rồi. đấy đánh lửa thì rất là nhạy luôn đấy về các bác bơm ga các bác bơm lỗ này cho em bơm lỗ này cho em này đấy các bác bơm lỗ này cho em để các bác sử dụng thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng máy lửa nhá thì các bác lên mã cho em là máy lửa vòi đi máy lửa vòi đi cho nó dễ tại bên em rất là nhiều mã máy lửa nên là các bác lên mã sản phẩm dòng máy lửa vòi thì bên em đang bán với giá là 100k nữa. 100k cho cái sản phẩm dòng máy lửa vòi và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho các bác với giá 100k hút bụi dòng máy hút bụi ga giường này đấy thì bên em hôm nay về sản phẩm dòng máy hút bụi ga giường rất là tiện lợi để cho các bác hút bụi ga giường nhà mình đấy xa lông xa lông này bàn ghế xa lông hoặc là hút bụi chăn ga gối đệm đều được rất là tiện lợi thì bác sử dụng ấy thì bác ấn nút này cho em đấy ấn nút này cho em đấy bác ấn nút này cho em và các bác sử dụng thì kể các bác ăn, nó sẽ có cái bánh xe này nó sẽ có là bánh xe để cho bác lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại để các bác sử dụng để hút chăn ga gối đệm hoặc là giường nhà mình đấy nút ở đây và đi kèm cái sản phẩm là là một cái cục dây sạc đấy để các bác cắm vào đây các bác cắm vào đây cho em các bác cắm vào đây bác cắm một cục sạc điện thoại nhà mình các bác sạc pin đấy pin con này thì sử dụng rất là trâu luôn các bác dùng liên tục thì có thể sử dụng được tám năm đến tám tiếng và các bác sử dụng liên tục thì sẽ là năm đến tám tiếng còn bác không sử dụng sử dụng ít thì, thì các bác có thể 2 tuần đến 3 tuần mới sạc một lần đấy rất là xịn sò ngoài ra thì bên em đi kèm sản phẩm sẽ tặng kèm cho mình một cái đầu lọc này riêng đầu lọc ở ngoài này để các bác thay thế vào đây các bác uh, lau chùi vệ sinh cái này rồi các bác lại thay thế vào đấy rất là tiện lợi luôn thì con này nó có chức năng cả đèn đèn chống tia uv này đèn chống tia uv và diệt vi khuẩn đây các em sẽ bật lên cho bác xem đấy nó sẽ có đèn để chống vi khuẩn này diệt vi khuẩn rất là tiện lợi luôn các bác uh, các bác gái thì các bác chỉ cần vuốt qua vuốt lại riêng vuốt qua vuốt lại là các bác có thể sử dụng được các bác có thể hút chăn ga gối điện thì mình sạch bong rồi đây thì em sẽ có video mô tả luôn cho bác xem luôn cái sản phẩm dòng máy hút bụi dòng máy hút bụi chăn ga gối điện này đấy không dây ngày xưa mình cũng chẳng bao giờ để ý đến những sản phẩm như thế này đâu nhưng từ khi có con mình bắt đầu quan tâm hơn làm sạch và bảo vệ sức khỏe thường thì mọi người hay mua cái loại máy hút bụi giường công suất lớn hơn và có dây nhưng nhìn máy này gọn nhẹ lại còn không dây nên mình mua thử về dùng xem sao máy có thiết kế nhỏ gọn rất là phù hợp với những người tay yếu như mình công suất 50W nhưng mà lực hút khá mạnh hút được bụi mịn và cả tóc có cả đèn chiếu UV loại bỏ vi khuẩn ký sinh trùng trên giường đệm à có một điều trừ mình không thích là máy thì nhỏ gọn nhưng tiếng khá tận. đấy đấy là cái sản phẩm mà em đã quay trực tiếp và cả cho các bác xem xem uh, kia video mô tả rồi video test thực tế rồi đây thì em sẽ báo giá luôn cho bác nhé em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng máy hút bụi ga giường này thì bác lên mã sản phẩm dòng máy hút bụi ga giường thì bên em đang bán với giá là 230 k nhé 230 k cho cái sản phẩm dòng máy hút bụi ga giường và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 230 k cho một sản phẩm tiếp tục bên em hôm nay lại về tiếp tục được ít uh, sản phẩm mới là cái sản phẩm dòng lót uh, bồn cầu này dòng miếng lót bồn cầu lót bồn cầu để cho bác về các bác sử dụng để lót bồn cầu mùa đông này các bác uh, đi vệ sinh thì nó sợ bị lạnh thì các bác mua cho em cái tấm lót bồn cầu này để về các bác kê vào thì rất là ấm luôn rất là ấm và rất là rất là cu tem này thì em sẽ bỏ ra cho bác xem luôn cái sản phẩm dòng miếng lót bồn cầu này miếng lót bồn cầu đây chất liệu của nó sẽ làm bằng vải bông vải bông đấy rất là ấm rất là xịn sò hình con hình hình thì rất là đẹp đây thì các bác về sử dụng thì các bác bỏ cái nắp này, bồn cầu này mình ra các bác dán cái này vào cho em sẽ có miếng dán này các bác dán vào để các bác sử dụng này đấy rất là xịn xòa rất là hay hoa luôn nhá về để cho bác sử dụng để lắp vào bồn cầu rất là tiện lợi để uh, mùa đông các bác không sợ bị lạnh đấy thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái miếng lót bồn cầu này thì bên em đang bán với giá là 70k nhá 70k cho một cái miếng lót bồn cầu này đấy 70k cho một sản phẩm dòng miếng lót bồn cầu đấy bên em sẽ có rất là nhiều màu nhưng mà bên em em nói trước là sản phẩm này thì bên em sẽ bốc xô bốc lẫn lộn không chọn màu để cho bác uh, bác lưu ý là bên em sẽ bóc xô nó không không chọn màu với giá là 70k cho sản phẩm miếng lót bồn cầu tiếp tục là cái sản phẩm dòng cọ lưng hôm nay bên em lại tiếp tục về cái sản phẩm dòng cọ lưng này đấy dòng dòng cọ lưng để về cho bác đi tắm các bác cọ lưng rất là tiện lợi luôn rất là sạch sẽ về cho bác sử dụng đây thì các bác sử dụng thì các bác cái này cái đầu này thì nó sẽ hít vào kính hoặc là vào đá hoa để các bác sử dụng bác cọ lưng các bác tắm các cọ lưng vào đây Đấy rất là tiện lợi luôn, cao su rất là mềm, rất là an toàn về các bác cọ lưng thì rất là sướng luôn, các bác tắm các bác cọ lưng thì rất là sướng. Thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản một miếng cọ lưng này. Thì bác lên mã sản phẩm dòng cọ lưng nhá, dòng cọ lưng này, cọ lưng. Cọ lưng. Thì bên em đang bán với giá là 60k thôi nhá, 60k. Đấy. 60k cho sản phẩm dòng cọ lưng, 60k cho sản phẩm dòng cọ lưng để về cho bác sử dụng. Đấy chính sẽ là 60k cho sản phẩm dòng cọ lưng tiếp tục là cái sản phẩm dòng tai nghe AP đấy dòng tai nghe của Mỹ dòng thương hiệu của Apple hàng chuẩn 100% hàng chuẩn 100% nguyên siêu này đấy bên em lại tiếp tục về cho bác cái sản phẩm dòng tai nghe của Apple này Apple iPod Pro iPod Pro đây thì bác lên mã sản phẩm dòng tai nghe Apple đây thì em sẽ mở test luôn cho bác xem cái sản phẩm dòng tai nghe Apple thì bên em gửi hàng cho bác là sẽ là nguyên siêu như này để cho bác về các bác bóc khui cool luôn đấy nguyên siêu iPod Pro này hàng của Mỹ này made in USA hàng của mỹ mà in đây thì em sẽ em đã em đã bóc một hộp ra này để để test cho các bác xem luôn này đây hàng của nó là nguyên siêu nhá nguyên siêu đây hàng rất là xịn sò ngoài ra đi kèm cái sản phẩm là tặng cho mình một cái dây sạc lightning một cái dây sạc lightning để bác cắm vào đây các bác sạc đây các bác cắm vào đây này các bác sạc con này dùng thì pin rất là trâu luôn các bác dùng có thể dùng được mấy ngày các bác có thể sạc pin một lần rất là tiện lợi đây con này thì biệt hiệu của nó là được uh, mệnh danh là phòng ba di động nhé. phòng ba di động đây các bác bỏ sạc lên đấy nghe nắp bật tắt nó rất là sướng luôn nhá rất là nghe rất là đầm đây thì em sẽ bỏ ra cho bác xem luôn cái sản phẩm dòng tai nghe AP dòng tai nghe AP của mỹ này rất là xịn xò nhá các bác đeo vào tai thì rất là ôm tai và sẽ chống ồn bác đeo vào bác sẽ không nhá gì luôn rất là tiện lợi rất là hay ho để cho bác đi thể dục thể thao hoặc đi chơi đi bời các bác đeo vào nghe nhạc rất là tiện lợi đây thì em sẽ em sẽ chỉ các bác cách kết nối này cách kết nối thì rất là dễ luôn các kết nối cái con dòng sản phẩm này thì rất là dễ đặc biệt trên iPhone thì các bác kết nối thì cực kỳ là dễ hoặc là dòng nếu mà dòng Android hoặc là dòng khác thì các bác chỉ phải, phải vào cài đặt nhưng mà em sẽ hướng dẫn vòng dòng iPhone nhá đây em sẽ hướng dẫn cho bác sử dụng thì các bác về các bác chỉ cần bật nắp lên thôi bật nắp lên là iPhone của bác nó sẽ tự tự động kết nối này nó sẽ hiện lên và bác ấn vào kết nối cho em xong là nó sẽ hiện nút giữ lì này thì bác ấn vào đây cho em đây nó sẽ có nút giữ lì ở đây các bác ấn vào đây cho em Đấy các bác giữ lì nhá. Các bác giữ lì. Đấy là tự động nó sẽ kết nối ở đây. Nó sẽ báo cả phần trăm pin nhá, phần trăm pin và uh, của cái lốc sạc của cả cả của cái, cái hai cái tai nghe này. Thì bác đeo thì các bác uh, cầm này cho em các bác đeo vào thì tùy theo tai của mình thì bác đeo phải đúng tai thì nhạc nó mới lên được nhá. Đấy, rất là xịn sò em đã kết nối rồi. Em đã kết nối để nghe nhạc đấy. Pin của nó sẽ là 100%. Đấy rất là xịn sò thì các bác lên mã sản phẩm dòng tai nghe AB này đấy thì bên em bên em sẽ báo giá luôn cái sản phẩm dòng tai nghe AB nguyên siêu cho các bác luôn này bên em sẽ đang bán là 250k nữa. giá thì rất là hợp lý luôn bao giá thị trường luôn thì sẽ là 250k cho cái sản phẩm dòng tai nghe AB và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác cái sản phẩm dòng tai nghe AB này sẽ là 250k bao ship tiếp tục là cái sản phẩm dòng sạc nhanh dòng sạc nhanh của dòng iPhone 13 Pro Max dòng sạc nhanh 20w này dòng sạc nhanh 20 w đây thì em sẽ mở hộp ra bác xem luôn cái sản phẩm dòng sạc nhanh này sạc thì rất là nhanh luôn các bác cắm sạc tầm 30 phút là các bác có thể sử dụng được pin của mình 100 phần trăm đấy sạc nhanh bên em sẽ đi kèm sản phẩm là có cả dây sạc đầy đủ dây sạc thì chân sạc của nó sẽ là chân sạc lightning nhá chân sạc lightning đấy chân sạc nhỏ chân sạc lightning và một cái đầu cắm của dòng iphone thì bên em chỉ bán cái dòng iphone thôi các bác lưu ý cho em giúp em là cái sản phẩm này là cục sạc nhanh của iphone nhá đấy dây của nó thì rất là dài rất là ngon cục sạc của nó thì đẩy rất là nhanh 20W cho bác về các bác sử dụng để sạc điện thoại đấy dòng của iPhone 13 Pro Max nhá đấy giá thì rất là hợp lý luôn thì em sẽ báo giá luôn cho bác sẽ báo giá luôn cho bác thì các bác lên mã sản phẩm dòng sạc nhanh nhá sạc nhanh sạc nhanh này đấy thì sẽ là 150k 150k cho sản phẩm dòng sạc nhanh và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 150k sạc thì rất là ngon 20W của dòng của iPhone 13 Pro Max thì các bác phải hiểu là cái con dòng sạc này thì nó ngon như nào với giá thì rất là ưu đãi 150k cho phần sản phẩm sạc nhanh và bao ship đây thì quá có thể tháo rồi ra được tháo rồi ra là cục chính của nó đây cục thân chính của nó này thì cái con này thì các bác về các bác cắm điện 220 đi đâu các bác về cắm điện 220 Đấy, cắm điện 220 còn con này công suất của nó thì sẽ là công suất của nó sẽ là 250 trăm nhá, 250 mAh bác cắm điện 220 về để các bác sử dụng. Đấy thì con này chiều dài cũng như chiều rộng của nó là dung tích của nó sẽ là 2 lít để về cho bác sử dụng để xay. Xay thì rất là đa di năng. Luôn. Đây các bác có thể xay xay tiêu, xay thịt, xay ớt, xay đá, xay tất, cái gì cũng xay được, rất là đa di năng luôn. Đấy thì em sẽ đi vào chi tiết luôn cái con sản phẩm dòng cối xay 2 lít. Đây thì em sẽ quay test cho bác xem luôn cái sản phẩm dòng cối xay lít thì đây em sẽ xay đá luôn để cho bác xem cái thực tế cái độ sắc bén của cái con này đây lưỡi của nó thì đây lưỡi nó sẽ là thành hình lốc xoáy này xoay thì rất là chém thì rất là sướng luôn đấy, xay rất là nhiễn Để về cho bác sử dụng cũng bằng inox luôn nhá, chống rỉ luôn. Rất là sạch sẽ. Để về cho bác sử dụng để em đã đi chi tiết xay cho bác xem luôn cái sản phẩm dòng cố xay 2 lít này. Đấy thì em sẽ đi chi tiết và luôn cho bác xem cái sản phẩm dòng xay đá này. Đây em sẽ cho đá vào để cho bác xem cùng xem cái sản phẩm này nó xay như nào. Đây nhá. Bác sử dụng thì bác chỉ cần để dưới này cho em và ấn nút này nó sẽ có hai chế độ. Chế độ xoay yếu và chế độ hơi mạnh đấy, cho hai chế độ này thì cho bác cày. Đấy các bác xoay. Đấy có hai chế độ nhá, chế độ mạnh này, à chế độ yếu này đây. Xay vừa này và xay mạnh này, xay mạnh này. Đấy, nó hai lớp chế độ để về cho bác xay rất là dễ dàng luôn. Đây, rồi em đã xay xay đá cho bác xem này. Đấy em mới xay có một lúc mà nhìn đá này, nó đã nhiễn ra hết rồi. Đấy các bác nhìn rõ rồi. đá nó sẽ nhiễn ra hết. Đấy rất là ngon nhá, để về cho bác sử dụng. Đấy xay đá mà nó còn như này. Các bác cứng như đá mà nó xay nó vẫn còn mịn như này thì là các bác biết, biết cái độ sắc của cái con và ngon của cái con cối xay 2 lít này Đấy thì em sẽ báo giá luôn cho bác Đây em đã xay test thực tế cho bác xem rồi Cái dòng cối xay 2 lít rồi thì Em sẽ báo giá luôn cho bác nhá Cái sản phẩm dòng cối xay 2 lít Sản phẩm dòng cối xay 2 lít này thì bên em đang bán với giá là Các bác lên mã sản phẩm dòng cối xay 2 lít nhá Cối xay 2 lít Cối 2 lít Đây em sẽ ghi vào đây luôn cho bác Cối 2 lít Đấy thì sẽ là 200k Hai... à, 210k em xin lỗi 210k cho một sản phẩm và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 210k Đấy xay xay thì rất là ngon rồi Đấy em đã test thực tế cho bác xem xay đá nó còn nhiễn như này Là biết độ ngon của cái con cối xay 2 lít để dung tích thì là rộng rãi Để bác xay tiêu xay thịt xay tất cả Đấy thì sẽ là 210k trong một sản phẩm Và bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 210k Tiếp tục là cái sản phẩm dòng massage 8 bi này Đấy hôm nay bên em lại tiếp tục về Rất là nhiều bác hỏi nhưng mà bên em hết hàng Thì hôm nay bên em lại tiếp tục về cho các bác Để các bác thoải máy đặt hàng và sử dụng đấy thì cái dòng sản phẩm dòng massage 8B thì rất là tiện lợi luôn nó có thể xoa bóp được đây cổ vai gái này cổ vai gái này lưng này đấy người này chân tay khớp này đấy xoa bóp được hết nhá rất là tiện lợi luôn sử dụng thì rất là tốt để về bác thư giãn đấy thì bác lên mã sản phẩm dòng massage 8B đây thì em sẽ đi chi tiết luôn cái sản phẩm dòng massage 8B cho bác cùng xem đây thì sản phẩm dòng massage 8B đây thì nó là một cái cối đấy về cho bác sử dụng các bác có thể cho vào ô tô này vào 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 ghế ô tô để các bác đi đi đường xa các bác thư giãn Các bác, bác xe thì rất là tiện lợi luôn ngoài ra thì bên em đi kèm rất là nhiều sản phẩm đây cái dây này thì các bác về cắm vào cái cục lốc ô tô này mình các bác có ô tô thì các bác cắm vào cái lốc sạc ô tô của mình để các bác sử dụng để các bác cắm vào đây cắm kết nối vào đây cho em kết nối vào đây này để các bác sử dụng để cắm vào ô tô để các bác mang đi 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 ô tô đi, đi đường xa thì có cái con xe bóp này thì rất là tuyệt vời luôn đấy ngoài ra thì các bác không có ô tô các bác muốn sử dụng ở nhà ấy thì bên em cũng đi kèm cái sản phẩm là một cái cục sạc này đấy các bác cắm vào cục sạc này cục sạc 220 trăm này các bác cắm vào cục sạc nhà mình đấy hàng nhật này. hàng nhật nhá đấy hàng nhật các bác cắm vào cục sạc nhà mình rồi các bác sử dụng thì các bác nối kết nối ở đây cho em. đây các bác nhìn rõ nhá. nó sẽ kết nối vào đây kết nối vào đây này đây kết nối vào đây nha các bác cắm liền vào đây cắm liền vào đây cho em và các bác cắm vào ổ điện nhà mình không? là các bác sử dụng rất là rất là dễ dàng luôn đây em sẽ cắm vào và em kết nối cho bác xem đây nó sẽ có rất là nhiều chế độ nha đây thì em sẽ bật lên cho bác xem luôn đây cái nút ấn ấn của nó ở đây các bác sử dụng bao giờ muốn thư giãn này đấy nó sẽ có hai chế độ chế độ xoay xoay vừa này đấy thư giãn vừa này và thư giãn mạnh đấy nó sẽ có rất nhiều chế độ nhá hai chế độ hai đến ba chế độ để về các bác sử dụng đấy có tổng cộng là ba chế độ nhá chế độ đấy chế độ rung mạnh rung nhẹ dung vừa đều có hết cho bác sử dụng này, rất là tiện lợi về thư giãn rất là tốt. Đấy thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng gối thư giãn 8 bi. Nó có sẽ có 8 viên bi này. Ở đây để xoa bóp cho bác. Đấy thì các bác lên mã sản phẩm dòng 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 gối 8 bi Đấy các bác lên mã sản phẩm gối 8 bi. cho nó dễ, gối 8 bi thì bên em đang bán với giá là 300k. 300k cho sản phẩm dòng gối 8 bi nhưng mà hôm nay bên em sẽ giảm giá cho bác chỉ còn 280k thôi 280k cho sản phẩm dòng gối 8 bi và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 280k Đấy, 280k cho một sản phẩm đấy rất là tiện lợi luôn rất là đa di năng về cho bác xoa xoa bóp vai cổ gáy lưng này đấy rất là tiện lợi các bác đau lưng các bác sử dụng cái đàn vào này thì đảm bảo cho bác là hết đau lưng luôn đấy thì sẽ là 280k cho sản phẩm dòng gối massage 8 bi này tiếp tục là cái sản phẩm dòng vượt mũi thông minh đấy dòng vượt mũi thông minh của nhật đấy, thì hôm nay bên em lại tiếp tục về cái sản phẩm dòng vượt mũi thông minh của nhật thương hiệu nakagami đấy nakagami là cái sản phẩm nổi tiếng của nhật đấy dòng vượt mũi rất là ngon luôn về cho bác sử dụng đấy rất là thông minh nhá. hàng thì mới tinh một trăm phần trăm chưa qua sử dụng để về cho bác sử dụng đây thì rất là tiện lợi đây em sẽ test thực tế cho bác xem luôn cái sản phẩm dòng vượt mũi thông minh này đấy bản rộng của nó thì rất là rộng và rất là ngon lưỡi của nó thì rất là đây hai bên màng của nó thì rất là xịn nhá để về cho bác sử dụng để vượt mũi này đấy ngoài cái chức năng vượt mũi ra thì nó có cả chức năng là bẫy mũi này. đấy nó sẽ có một cái bóng đèn đây các bác đặt cái giá vào đây đặt giá vào đây này đấy đây em sẽ quay chi tiết luôn các bác đặt giá vào đây các bác đặt giá vào đây để các bác bật cái bóng đèn lên nó sẽ có bóng đèn này đấy để cho bác bật đấy nó sẽ có bóng đèn đây các bác nhìn rõ em quay sáng này là các bác không nhìn nhìn rõ cái bóng đèn màu xanh này cái tia này thì các bác chỉ cần đặt thôi đặt vào và là là mũi nó sẽ tự đến và nó sẽ vào đây và nó sẽ sẽ mũi nó sẽ chết đấy nó sẽ nổ tung xác con mũi đấy rất là đổi. ngoài cái chức năng đấy thì các bác có thể làm vượt mũi thông thường là một mũi thông thường thì các bác đây các bác bật mũi thông thường các bác có thể ấn nút đây em sẽ test độ mạnh luôn của cái con vượt mũi thông minh này, của na naga nakagami này đấy dòng vượt mũi thông minh của nhật đấy thì em sẽ test luôn cái độ mạnh của cái con vượt mũi này đây này. đấy mạnh giật rất là kêu nhá đấy rất là mạnh luôn đấy đảm bảo cho bác uh, sử dụng để vượt mũi thì một phát một đấy đánh điện rất là mạnh để cho bác uh, về giật mũi này. đấy các bác nghe rồi đấy nổ tách tách luôn tách tách luôn. đấy rất là sướng ngoài ra cái sản phẩm này thì bên em sẽ đi kèm cho mình là một cái dây sạc đấy để về cho bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình các bác sử dụng để sạc pin đây cục sạc đây nó có lỗ sạc đây các bác cắm ở đây và các bác cắm vào cục sạc điện thoại này mình bác sạc đấy thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng vượt mũi thông minh này đấy các bác lên mã sản phẩm dòng vượt mũi thông minh nhá rất là đa di năng luôn đấy về cho bác sử dụng để sử dụng trừ khử mấy con mũi đấy thì em sẽ báo giá luôn bác các bác lên mã sản phẩm dòng vượt mũi đi vượt mũi đấy thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng vượt mũi này thì bên em đang bán là 200 k 200 k cho cái sản phẩm dòng vượt mũi và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác với giá là 200k cho một sản phẩm vượt mũi thông minh của Nhật. Tiếp tục là cái sản phẩm bình nhiệt Mỹ trắng. Đấy dòng bình nhiệt Mỹ trắng hôm nay bên em lại tiếp tục về. Cái sản phẩm bình nhiệt Mỹ trắng này, hàng mới nguyên hộp 100% đấy hàng mới nguyên hộp thì con này dung tích của nó thì sẽ là một lít rưỡi nhá dung tích của nó là một lít rưỡi nhưng mà màu bình của nó sẽ là màu bình màu trắng nhá màu inox này màu inox này về cho bác sử dụng rất là chất rất là đẹp có cái sách đàng hoàng để về cho bác sử dụng dung tích là một lít rưỡi đấy dung tích là một lít rưỡi inox ba lẻ rất là dày dẫn chắc chắn hai lớp luôn để cho bác sử dụng hai lớp luôn nhá hai lớp luôn thì con này nó có thể sử dụng giữ nhiệt được à, đây giữ nhiệt này 36 độ đấy, giữ nhiệt trong vòng 24 giờ trong trong vòng 24 giờ đấy một bình giữ nhiệt nó rất là nhỏ nhặn như này mà nó giữ nhiệt rất là tốt các bác thể giữ nước nóng nước lạnh được đấy các bác thể uống nước nóng nước lạnh các bác pha trà các bác mang đi và giữ nhiệt đấy inox hai lớp inox hai lớp thì bên ngoài nó sẽ không bị bay nhiệt và không bị nóng các bác cho nước nóng vào đây nó cũng sẽ không bị nóng ở bên ngoài nhưng bên trong thì giữ nhiệt rất là tốt luôn đấy ngoài cái sản phẩm này thì nó là một cái nắp để cho bác có thể để đổ nước vào đây các bác uống trà đổ nước vào đây tay sách đàng hoàng này. đấy và em bỏ ra cho bác xem luôn cái sản phẩm này đấy nó có một cái màng đấy hoàn toàn làm bằng inox đó. bên trong này các bác nhìn rõ nhá lòng thì rất là sâu rồi một lít rưỡi mà nên là các bác thoải mái đựng 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 nước đấy rất là tiện lợi luôn để cho bác mang đi rừng đi vượt các bác đi đạp xe đạp hoặc các bác đi du lịch các bác mang cái bình này đi thì rất là tiện lợi luôn đấy mà nó giữ nhiệt thì rất là tốt hàng của Mỹ nhá Make in USA này các bạn nhìn rõ chữ Make in USA rất là chất thôi Nhưng mà màu thì bên em chỉ có một màu thôi Là màu inox thôi Các bác nhớ rõ cho em là màu inox Thì em sẽ đi báo giá luôn cho bác Cái sản phẩm dòng bình nhiệt Mỹ trắng Đấy các bác lên mã sản phẩm dòng bình nhiệt Mỹ trắng nhá Đây thì em sẽ báo giá luôn cho bác Cái sản phẩm dòng bình nhiệt Mỹ trắng này Đấy thì bác lên mã sản phẩm bình nhiệt Mỹ trắng Hôm nay bên em giảm giá sập sàn luôn bác luôn Bình nhiệt bình nhiệt mỹ nhá cái, cái ba liên mã bình nhiệt mỹ nhưng mà bên em sẽ có một màu là màu inox thôi đấy em nói rõ cho bác là cái sản phẩm này là màu inox một lít rưỡi dung tích còn nó một rưỡi giữ nhiệt rất tốt đấy bình nhiệt mỹ thì bên em sẽ báo giá luôn cho bác giảm giá sập sàn cho bác giá chỉ còn 280 k thôi nhá 280 k đấy các bác không nghe nhầm đâu 280 k cho sản phẩm bình nhiệt mỹ và bên em sẽ bao ship tận nhà cho bác luôn đấy với giá là 280 k cho cái sản phẩm bình nhiệt Mỹ dung tích một lít rưỡi. Đấy giữ nhiệt rất là tốt 24 giờ. Đấy, chịu được nhiệt 36 độ, đấy, 36 độ. Đấy, 280k cho cái sản phẩm bình nhiệt Mỹ trắng. Tiếp tục là cái sản phẩm dòng dĩa hoa quả trong video ngắn hôm nay. Đấy cái sản phẩm dòng dĩa hoa quả của thương hiệu Weiling Make in Germany. Đấy Make in Germany này. Đấy hàng hoàn toàn của Đức nhá. Đấy hoàn toàn của Đức thương hiệu Weiling này. Thương hiệu Weiling là cái thương hiệu nổi tiếng không Đấy cái hộp dĩa này thì một hộp của nó thì sẽ có 10 cái dĩa nhá. Đấy về cho bác ăn hoa quả và các bác sử dụng phù hợp với lại của, gia đình bác đấy thì ăn hoa quả đặc biệt cái này thì ăn hoa quả thì rất là hay đấy một hộp này của nó thì sẽ là có 10 10 cái dĩa nhá. 10 cái dĩa đây em sẽ bỏ ra cho bác xem luôn cái sản phẩm dòng dĩa dòng dĩa hoa quả này. đấy dòng dĩa hoa quả inox 304 nhá inox 304 luôn thì nó quả là tư rất là dày dẫn chắc chắn để về cho bác sử dụng 10 cái dĩa luôn một hộp nhỏ gặn này mà 10 cái dĩa giá thì cực kỳ là hợp lý luôn thì em tí em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng dĩa dòng dĩa hoa quả đấy một hộp của nó sẽ có 10 10 cái thương hiệu make in Germany đấy thương hiệu Wailing này đấy make in Germany chữ dập chìm trên thân hai tầng người này đấy inox 304 nhá dùng thì các bác không lo gì đâu các bác ăn quả chiên vào rất là tốt các bác sử dụng để mời các bạn bè về ăn bạc ti và có cái dòng này thì rất là tinh tế luôn đấy thì các bác lên mã sản phẩm dòng dòng dĩa hộp dĩa 10 đôi nhá đấy dòng dĩa 10 đôi thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm hộp dĩa 10 đô này thì bên em đang bán với giá là 60k nhá. 60k cho cái sản phẩm hộp dĩa 10 đôi 60k trong sản phẩm hộp dĩa 10 đôi đấy thì các bác lên mã sản phẩm dòng hộp dĩa 10 đôi của thương hiệu Wiling make in gặp đấy thì sẽ là 60k cho cái sản phẩm một hộp 10 cái rồi đây thì con này tổng tổng thể của con tăng đơn bây giờ đây bằng hợp kim mạ đồng nhá chất liệu của nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng bên có khắc hình vân vân này, rất là đẹp và hình con rồng và con phượng đấy một mặt là hình con rồng và một mặt là hình con phượng rất là xịn xò đây lại xin rõ cho bác sử dụng đấy dòng bằng dòng uh, tăng đơ pin rời đây thì bên em đi kèm sản phẩm là một cái ba uh, cái cữ này ba cái cữ đấy ba cái cữ để cho bác lắp vào đây và là vào đây bác uh, phù hợp với lại sử dụng để cắt tóc và là bác uh, làm gì thì nó sẽ có cữ này nó cắt ba uh, phân đến uh, đầy đủ cho các bác và ngoài ra cái sản phẩm đi kèm là một cái lốc sạc để cho bác cái cục pin uh, cục pin rời đây bên trong ở đây em sẽ tí em sẽ tháo ra cho bác xem luôn đấy cái một cái lốc sạc để bác cắm một cục sạc điện thoại nhà mình các sạc Đấy, thì em sẽ quay chi tiết luôn cái sản phẩm dòng tăng đơ giờ nhé dòng tăng đơ giờ đấy dòng tăng đơ giờ đây rất là xịn xò luôn các bác sử dụng cái bác ấn đây cho em, em đây nha đấy là máy nó sử dụng đây thì em sẽ test luôn cho bác xem luôn em sẽ test luôn cho bác xem đây lông em sẽ test luôn lông chân của em cho các bác xem luôn đây thì em sẽ lấy chân luôn chân em luôn nhé em sẽ test lông chân luôn nhá đây các bác nhìn rõ lông lúc đầu còn nhá đây em sẽ cạo luôn cho bác xem đấy các bác cạo ngang cạo dọc cạo thẳng đều được hết nó sẽ không bị rát và nó không bị chảy máu rất là an toàn đây em cạo một tí mà lông chân nó sạch luôn đấy rất là xịn sò máy thì chạy rất là khỏe luôn máy thì chạy rất là khỏe và lưỡi của nó thì rất là sắc để cho bác sử dụng đấy em đã cạo test cho bác xem thực tế rồi đấy về cho bác sử dụng để cắt tóc cho con em mình và các bác thợ tóc thợ thuyền cắt tóc các bác sử dụng đây thì sản phẩm nó sẽ dùng một cục pin 18650 rồi. dòng pin khô 18650 đấy cái dòng pin rất là bán nhiều trên thị trường rồi nên bác cứ yên tâm là đặt hàng nếu mà không có pin thì bên em cũng sẽ cung cấp pin cho các bác nếu mà pin bị hỏng đấy dòng tăng dòng pin 18650 đấy thì em sẽ báo giá luôn cho bác này em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng tăng đơ pin rồi đấy thì các bác lên mã sản phẩm dòng tăng đơ pin rồi nhé tăng đơ pin rồi đấy thì các bác lên mã sản phẩm dòng tăng đơ pin giờ tăng đơ đi các bác lên mã sản phẩm dòng tăng đơ thì em sẽ báo giá luôn cho bác hôm nay bên em giảm giá sập sàn cho bác luôn Bên em giảm giá sập sàn cho bác Chỉ với giá là 160k 160k nữa 160k cho sản phẩm dòng tăng đơ pin rồi Và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác luôn Đấy giá thì rất là hợp lý luôn Sẽ là 160k sáu 160k cho sản phẩm dòng tăng đơ pin rồi Và bên em sẽ bao ship Hôm nay em báo giá nhầm là 200 Đấy là giá cũ nhưng hôm nay bên em giảm giá sập sàn cho bác Chỉ với giá là 160k Cho sản phẩm dòng tăng đơ pin rồi Và bao ship đến tận nhà cho bác tiếp tục là cái sản phẩm dòng kính lúp đấy dòng kính lúp đây thì bên em về rất là nhiều cái sản phẩm dòng kính lúp này đấy rất là nhiều cái sản phẩm dòng kính lúp thì em sẽ lên luôn cho bác cái sản phẩm dòng kính lúp này dòng kính lúp của nhật này đấy satali make in japan đấy make in japan hàng chuẩn của nhật đấy rất là xịn xò luôn cái thấu kính của nó thì kính lúp này thì rất là dày luôn rất là dày dẫn chắc chắn đấy thấu kính của nó thì rất là dày và rất là xịn xò để cho bác sử dụng để các bác các bác già các bác đã xoay đồ vật các bác nghiên cứu khoa học đều được hết đấy rất là hay ho đây thì em sẽ test luôn cho bác xem thì con này ngoài ra nó có cả chức năng đèn phụ sáng này đèn trợ sáng này đấy nó sẽ có ba bóng đèn trợ sáng đấy bên kính thấu kính chính và một thấu kính phụ một thấu kính phụ nhỏ hơn đấy thấu kính chính thì nó sẽ có hai bóng và thấu kính phụ nó sẽ có một bóng đây em sẽ bật lên cho bác xem luôn đây nút đặt ở đây đấy rất là sáng luôn nha đấy đèn rất là sáng đây bác xoay thì rất là rõ luôn đây các bác xoay này. đấy chữ rất là to này các bác nhìn rõ chưa đấy, các bác nhìn rõ đấy xoay rất là to luôn xoay tét đấy xoay phóng to rất là rất là sướng luôn đấy mà có thể có cái đèn báo này để đèn chợ sáng này để các bác xoay tối các bác nhìn cho nó rõ đấy rất là sáng luôn nhá đấy ngoài ra thì con này nó sẽ sử dụng ba cục pin ba cục pin này ba cục pin tiểu đấy ba cục pin tiểu để cho bác sử dụng để thắp sáng cái quả bóng phụ trợ sáng này. Đấy thì ba sẽ dùng ba cục pin nhưng mà em nói trước ở bên em sẽ không đi kèm theo pin. Bác về các bác mua ở cửa hàng tạp hóa cái cục pin này thì rất là nhiều, rất là thông dụng một. Đấy thì cái kính lúp bên em em sẽ báo giá luôn cho bác nhá. Thì các bác lên mã sản phẩm dòng kính lúp nhá. Giá thì rất là hợp lý luôn. Thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng kính lúp này. Thì bên em đang bán là 130k nhá. 130k 130k cho sản phẩm dòng kính lúp đấy 130k cho sản phẩm vòng kính lúp và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác cái sản phẩm dòng kính lúp này rất là xịn sò luôn 130k cho sản phẩm dòng kính lúp và bao ship đến tận nhà cho bác em là thắt lưng xoay cộng với lại ví da đây này cái con thắt lưng xoay này đấy cộng với ví da thì là 160k một cái combo như này và bao ship đến tận nhà của nhá đấy giá cực tốt cực hòi với quý anh chị mình các bác nhanh tay đặt hàng của nhá à đây chia sẻ một chút là cái dòng này của nó là dòng thắt lưng dạng lẫy cài nhá dạng lẫy cài mặt của nó rất đẹp này đấy. đây em sẽ cài thử bác xem này có thì bác đẩy cái này xuống này bác đẩy xuống này đẩy xuống thì nó sẽ vào lẫy này đây nó sẽ vào lẫy này có thấy không? đấy nó sẽ vào lẫy này đấy, có thấy không? lẫy rất ngon luôn nhá vào lẫy tạch tạch, tạch 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 luôn các nhá vào lẫy tạch, tạch tạch luôn Đó, rất là xịn sò nhá đây. Đấy, rất là ngon xịn sò nhé hàng bao dùng bao xài luôn nhé đó 160 trăm một combo thắt lưng ví da thắt lưng xoay ví dao nhé cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác là cái xét thìa đũa 12 món đó xét thìa đũa 12 món này đây đó hàng của nó sẽ gồm có là đi một hai ba bốn năm sáu hai bốn sáu đũa nhá sáu đũa bằng inox ba và hai bốn sáu sáu chiếc thìa cũng mà inox ba luôn nhá đây Thìa thì cực kỳ dày rất chắc chắn này các bạn nhìn này. thì thìa quá dày luôn đó, các bạn nhìn này. Xìa cực kỳ dày luôn. Đó, inox 304 nhá, su 304. Đó, hàng Nhật nhá. Đó. Còn đây là đũa này. Đó, đũa của nó đây. Đũa inox luôn nhá. Đấy, đũa là inox 304 luôn nhá. Đấy, đũa là inox 304 luôn. Đó, đầu đũa thì có phần chống trên trượt nhá. Đấy, đầu đũa phần chống trên trượt. Hàng thì bao dùng bao xài nhá. Thìa rất dày luôn. Đấy, thìa dày dã man luôn nhá. này các bạn nhìn này. Cái thứ thìa nó này. Dày kinh khủng khiếp luôn nhá. Đấy, đấy là về cái phần đũa với nha. Đó, đũa thìa cái combo combo các bác lên mã cho là cái combo hôm nay thì bán toàn theo combo thôi. Đấy combo combo thìa đũa 12 món này. Đấy hoặc là cái combo rồi các bác cứ lên mã cho là cái combo đũa thìa 12 món. Đó, combo đũa thìa 12 món này. Combo đũa thìa các bác nhá, đũa thìa 12 món. Bên em đang bán một cái combo hàng của nó sẽ là nguyên hộp như này các bác Hàng sẽ là nguyên hộp này các bác có thể là mua về biếu tặng làm quà rất ok luôn. Giá thì hiện tại bên em đang bán cực tốt luôn, 150k một bộ này. Và bao ship tận nhà nhá. tính ra thì quá là rẻ luôn nhá. Tính ra giá quá rẻ luôn. Các bác mua một cái hộp thìa. Bên em đang bán một cái hộp thìa cái hộp thìa lẻo Đức đã vào rơi khoảng 100 000 rồi. Đấy, mà cũng chỉ có 5 cái thôi như đây cả combo là đi 12 cái cả đũa cả thìa mà giá thì cũng chỉ có 150k lại còn bao ship tận nhà nhá. hàng sẽ là hàng nguyên hộp như này cực kỳ xịn sò của đứng ký anh chị mình đó nhá hàng bao xà bao dùng nhận hàng các bác kiểm tra nó nói chung là hàng này thì các bác nhận ưng luôn không có gì chê cả vì cái con thìa con đũa của nó quá chất lượng luôn nhé mà giá của nó thì cực kỳ tốt luôn 150 k 150 k và bao ship tận nhà nhá Đấy, 150 k cho mỗi combo đũa thìa 12 món như này bao ship tận nhà nhá cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái dòng mới về được ít kia lô đèn dầu này Đấy, đèn dầu con này nó là đèn dầu chạy pin nhá dòng này còn nó dòng đèn dầu chạy pin đó thì nó sẽ gồm có một cái nắp như này thì các bác về các bác đợi vào đấy, của nó thì toàn bộ nó là bằng nhựa các nhá bằng nhựa giả đồng bằng nhựa mã đồng đó, nó chỉ là bằng nhựa mã đồng thôi ở đây ở dưới này thì nó sẽ có là chạy là nó ba cái cục pin cúc áo này đấy pin này thì các bác không cần xa lạ gì pin này nó là dòng pin cúc áo pin phổ thông của các bác cũng có, có thể nó mua ngoài cửa hàng rất là nhiều đó mua ngoài cửa hàng rất nhiều vào đây Chứ các bật lên này đấy, các bật lên thì nó sẽ lên như này đó đèn sẽ lên như này rất là đẹp không nhá đấy, thì nó sẽ nhấp nháy các nhá nó sẽ nhấp nháy nó sẽ nhấp nháy nha đây sẽ nhấp nháy này mọi nhìn này nó à, nhấp nháy rất hay này đó nó cứ nhấp nháy đúng như kiểu là một cái đèn dầu thật luôn nhá đấy, như kiểu một cái đèn dầu thật đấy có phần tay cầm này đó, con này nói chung các bác mua về để trang trí bày biện các thứ giờ rất đẹp luôn đấy, à, chạy pin hết pin các bác lại thay pin và các bác lại dùng đấy, à, thì à, ở đây nó sẽ cứ tích hợp công tắc thì lúc nào cần thì các bác bật lên không cần thì các bác tắt đi đấy nói chung là dùng thì các bác bật không dùng bác tắt thì nó cũng rất là thích pin pin rất lâu luôn đó đây, rất đẹp rất xinh như một chiếc đèn dầu nha. Các bác lên mã cho cái con đèn dầu đèn dầu đèn dầu này. Đấy, cứ mã lên mã ngắn gọn là đèn dầu thôi. Đấy, con này thì hiện tại bên em đang bán giá cực tốt luôn. Đó, 60k một con này các nhá. 60k cho mỗi con đèn dầu nha. Đấy, đèn dầu. Đèn dầu 60k nhá. Đấy, giá quá rẻ luôn nhá. Đấy thì về các bác cứ bật công tắc ngay cái nó sáng rồi Rất là dễ dàng sử dụng luôn nhá. Hết pin lại thay, không cần phải điện đóm hay các thứ gì nó nguy hiểm rồi là dầu giết các thứ nó nguy hiểm. Đấy, dạng mã đồng nhá cực kỳ hay 60k một con nhá giá quá rẻ luôn cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô uh, uh, bếp ga mini bên em lại tiếp tục về cái lô bếp ga mini này bếp ga này gọi là bếp ga du lịch Đấy, nó nói chuẩn thì nó là bếp ga du lịch đây hàng nó sẽ như này nó khi bác bày đến, nó sẽ như này Đấy, nó sẽ có chân chiếc các thứ các thứ luôn ở đây hàng sẽ là hàng nguyên hộp các bác uh, mang đi du lịch con này đi chơi đi picnic con này rất hay Đấy, mang đi chơi đi du lịch picnic con này rất là xịn sò luôn nhá đó đây một cái màu đỏ rất là nhìn nó rất là nổi bật này đó còn nó sẽ gồm có bốn cái chân kiềng như này để các bác khi các bác sử dụng các bác để nồi nước ở đây cực kỳ chắc chắn dày dẫn luôn nhé hàng cực kỳ chắc chắn dày dẫn luôn và đây thì là bốn cái chân đấy các bác dùng thì các bác mở bốn cái chân ra để cho nó các bác để cho nó cân đối nhá cho nó chắc chắn đó bốn chân luôn bốn chân để này và bốn chân kiềng này đấy. ngoài ra thì cái con này nó sẽ có phần đánh lửa tự động nhá đây các bác ấn vào trong này ấn vào đây có thấy không đánh lửa tự động này đánh lửa tự động nhá. Rồi đây khi mà các bác sử dụng thì các bác lắp cái bình gas đi nhá. Lắp cái bình gas đi đây. Và ở đây thì nó sẽ có cái phần là cái nút điều chỉnh ga to nhỏ nhá. Đấy, cái nút điều chỉnh ga to nhỏ ở đây nhá. các bác điều chỉnh ga to nhỏ ở đây. Nó rất là tiện dụng luôn. Đó hàng thì siêu chắc chắn. Con này thì nói chung là các bác mang đi du lịch các thứ rồi, à? rồi là picnic các thứ à? cắm trại con này rất ok. Con này cái phần đường kính của nó thì nó vào khoảng tầm là 20 cm. Đấy 20 cm nói chung là các bác để những cái nồi khoảng tầm vừa vừa đi du lịch thì rất là ok rồi. Đấy, hàng thì siêu, siêu chắc chắn dày dẫn đấy, và rất là đẹp thiết kế thì cực kỳ chắc chắn luôn đấy, rất là nhỏ gọn xinh xắn mang đi mang lại rất tiện luôn nhá thì các bác lên nhanh mã cho dòng sản phẩm đấy con bếp ga du lịch nhá bếp ga du lịch bếp ga du lịch này đó bếp ga du lịch này thì bên em đang bán giá cực tốt luôn 160k một con và bao ship đến tận nhà các nhá đấy 160k cho một con bếp ga du lịch như này và bao ship đến tận nhà giá cực tốt gửi quý chị mình cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô lô này nó là cái lô bóp tay nhá. Đấy cái dòng bóp tay. Con này thì bữa trước cũng có quay rồi nhưng mà hôm nay hàng lại tiếp tục về. Bữa trước đang quay hết hàng cơ, đang bán hết hàng. Con này là cái dòng bóp tay nhá. Đấy bóp tay để cho bác nào mà tập tay tập tại con này rất ok này. Đấy bác nào mà tập tay tập tại này rất ok. Đấy hàng này rất dễ dùng, các bác chỉ cần bóp cho em thôi này. Bóp này. Ngoài ra các bác có thể điều chỉnh cái phần cân nặng để tăng cái lực bóp, bóp lên, tăng cái level lên. Con này thì tối thiểu của nó là 5 kg và tối đa khi mà có bác bóp là 60 kg đấy 60 kg thì rất là nặng nhá đấy, nói chung là bác, các bác cứ tập dần tăng lên vào lên dần rồi ngoài ra thì con này ví dụ như các bác dùng để thi đấu đấy, dùng để thi đấu cũng rất là hay nó sẽ có là tích hợp một cái phần là cái phần bấm ở đây đấy khi mà các bác bấm được bao nhiêu cái thì nó sẽ nảy lên đây này các bác nhìn này 17 nhá 18 này 19 này 20 này 21 22 này đấy. cái con số này thì nó sẽ như này mà còn khi mà các bác muốn gì xét lại các bác ấn sâu nhé, ấn sâu vào Đấy, các bác ấn sâu vào các bác xoay xoay về không nhá Đấy, các bác uh, cố gắng các bác lựa lựa làm sao các bác xoay nói chung là các bác cứ lựa vài lần này các bác ấy được ngay mà đây em nó xoay này xoay về không này nó rất là tiện dụng nhé. Đấy, nói chung là rất là dễ dùng dàng sử dụng thôi đây không không hết này đấy, đây em xoay về không hết nhá xoay về không hết này đấy, bây giờ các bác chỉ bấm nó lại lên này Đấy, à, có thấy không? Có thấy không? Rất là tiện dụng luôn. Nói chung là con này các bác dùng về để tập tay, tập chân này rồi là các bác có, có thể là dùng để anh em có thứ thi đấu. Đấy, có thể là tăng cân nặng từ 5 cân đến 60 cân. Nói chung là 60 cân thì rất là nặng rồi. À, thao tác thì rất là dễ cho bác, chỉ cần xoáy cái này cho em. Xoáy cái này thì cái phần lò xo nó sẽ kéo kéo đẩy ra cái sáu 60 cân này. Đó, lấy thì các bác bóp này, rất nặng luôn. <laughs> Đây là có khoảng tầm uh, chỗ này uh, gần 60 cân thôi, chưa được 60 cân nhá, nửa thôi, khoảng tầm 30 cân thôi thấy nặng. Nói chung là các bác xoáy về 60 cân thì rất nặng luôn. Bóp căng tay luôn nhá. Đấy, nó gọi là cái con bóp tay. Các bác lên mẹ cho nó cái sản phẩm là cái bóp tay nhá. Đấy bóp tay. Bên em đang bán cái con bóp tay này với giá là đi bóp tay giá là 120k một con. Đó và cũng bao ship tận nhà nhá. 120 000 nghìn con bóp tay này và bao ship tận nhà. Đấy, hàng thì bao dùng bao xài cực kỳ chắc chắn, xịn sò, rất là hay ho. Đấy 120k. Nói chung là con này các bác đáng để trải nghiệm nhá. Tập thể dục tập tay, tập chân các thứ rất là ok nhá cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô bơm lùn của nhật này Đấy, đợt này thì về uh, uh, giá tốt nên là bên em cũng bán ra giá cũng của nó cũng rất là tốt luôn đó dòng bơm lùn của nhật rất là hay nhá con này thì các bác bơm xe đạp xe máy ok luôn đó dòng bơm lùn của nhật con này thì uh, đây dạng bơm nó sẽ đứng như này thì các bác uh, này các bác dặn này có bác dặn này đó và ở đây thì uh, đây là phần dây bơm đầu bơm này Đấy, bơm xe đạp xe máy ok luôn uh, uh, trong đó thì nó sẽ tích hợp cho các bác một cái đồng hồ có áp suất ở đây đấy để các bác bơm các bác có thể quan sát theo dõi à, hàng của nhật có bác electric japan đó cực kỳ xịn sò so đây có phần đế để các bác dẫn chân này nó rất là tiện dụng luôn con này thì cái đế này vừa có thể dẫn chân và các bác có thể là gài và như thế nha khi bác bơm xong các bác gài cái này vào cho em gài vào đó các bác gài vào thì nó sẽ gọn như này đấy, nó chỉ khoảng tầm 20 cm thôi nhá chiều cao là tầm 20 cm cái phần này khoảng tầm 10 cm thôi thì các bác mang đi mang lại nó rất là nhỏ gọn nhẹ nhàng đấy, các bác có thể là để trong cúp xe thứ phòng trừ những cái trường hợp mà không may xảy ra. đó nói chung là rất là tiện dụng cho một cái con à, bơm lùn nhé. các bác lên mã cho một con bơm lùn. À, hàng thì rất dễ sử dụng. đây các bác chỉ cần tháo này ra cho em. và các bác à, để đất này. các bác à, lấy chân các bác giận này. À, lấy chân các bác giận thôi. hơi ra rất là mạnh nhá. Đấy hơi ra rất là mạnh luôn. Đó, hơi ra cực kỳ là mạnh và rất là ngon. nó rất là nhẹ nhàng tình cảm thì à, các bác lên mã cho dòng sản phẩm là cái con bơm lùn nhặt. bơm lùn nhật nhá. bơm lùn nhật này. bơm lùn. Con bơm lùn này thì bên em bữa trước đang bán 170k Hôm nay thì bên em xả kho giảm giá 150k một con Và bao ship tận nhà nhé 150k cho con bơm lùn của Nhật như này Và bao ship tận nhà Hàng bao dùng bao xài Bao chất lượng các bác các bác luôn, luôn nhé Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục về cái lô đèn à, Xin lỗi các bác là cái lô ấm Ấm siêu tốc của Hikari nhé đấy, Lô ấm siêu tốc của Hikari Hàng này của nó thì dung tích là 2.3L khá là to tát luôn Và công suất thì 1.500W rất là khỏe rồi đấy Hàng của Hikari đó, thương hiệu Hikari rất là nổi tiếng hàng này của nó là hàng nội địa nhật quá nhá đấy. hàng này thì nó bên em đã lên điện 220 nên này về các bác sử dụng bình thường đây đó Hikari này đó công suất 1 1500 w này đó, hai dung tích 2.3 lít này đó, 220 nhá đấy, dùng điện 220 bình thường các bác yên tâm như thế con này thì cái phần công tắc nó thì rất là tiện tiện mặt này hàng của nó sẽ là hàng hai lớp lớp trong là một lớp inox này lớp ngoài là phủ một lớp nhựa abs cao cấp nhá đấy khi các bác dùng nó không bị nóng đấy dùng nó không nó không nóng có nhá hạng dạng này của nó là dạng ấm miệng chống tràn nhá đấy chống tràn rất hiệu quả luôn phần nắp đậy rất là tiện luôn nó nắp thì các bác kéo một cái là ra này đấy thì các bác ấn mạnh cái nó vào này đấy hàng bao dùng bao xài nhá boi nốc vùng quanh hết luôn nhá cực kỳ chắc chắn xịn sò rất là nặng luôn nhá cầm một con ấm nhật rất là nặng luôn đi kèm thêm cho mình là một cái đế như này đấy, đế này con nhá đế này thì nó phần này nó boi nốc luôn này đấy boi nốc luôn nhá nên là các bác dùng yên tâm bao dùng ba xài luôn các bác có rơi các thứ giờ nó cũng rất ok dây trước các thứ này đây đó rất chị sò nhá cho một cái con ấm siêu tốc của Hikari nha đó rất đẹp luôn rất là lịch sự sự sò chắc chắn nhá thì các bác lên nhanh mã cho dòng sản phẩm với cái con ấm siêu tốc của Nhật đó thì bên em đợt này đang bán giá cực tốt luôn 360k cho con này và bao ship tận nhà nhá công suất là 1.500w và dung tích là 2 lít 3 đó 360k một con bao ship tận nhà Đấy, hàng bao dùng bao xài bao chất lượng hàng lỗi một đổi một nếu mà có vấn đề gì về nhà sản xuất hay là lỗi ấm nước yếc gì bên em sẽ hỗ trợ đổi trả bảo hành thoải mái nhá nên nên là các bác yên tâm đó ấm siêu tốc Nhật nhá 360k một con bao ship tận nhà thơm Đấy rất là phong cách luôn nha Đấy thì các bác mang về các bác xịt thì các bác sử dụng thì các bác xịt qua cho em vào tay Xịt qua em sẽ tét mùi luôn à. Mùi của nó thì rất là thơm, rất là thơm luôn Rất là thơm và, và quyến rũ Đấy để cho bác về các bác sử dụng để các bác đi tán gái thằng ạ Đấy rất là tuyệt vời Thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng nước qua Apollo này Thì bên em đang bán với giá là 210 nhá 210 cho một lọ Và bên em sẽ bao ship để tận nhà cho bác với giá là 210 Ngoài ra các bác mua hai lọ Đấy các bác nếu các bác mua hai lọ thì bên em sẽ giảm giá cho bác chỉ còn 400k cho hai lọ một combo luôn đấy là hai lọ thì sẽ là 400k cho một sản phẩm à là cho hai sản phẩm còn các bác mua một lọ thôi để các bác dùng ấy. thì các bác có thể là 210 cho một sản phẩm và bao ship đến tận nhà cho bác tiếp tục là cái sản phẩm dòng dòng dầu nóng này dòng dầu nóng của thương hiệu Atali đấy hàng của Atali xuất nhật này xuất nhật đấy hàng rất là ngon đây thì nguyên siêu luôn các em mua về em mang về cho bác em gửi hàng cho bác là nguyên siêu nguyên tem nguyên bác con này là dung tích của nó sẽ là 100ml đấy 100ml về cho bác sử dụng để xoa vai gối này đấy xoa khớp này khớp tay khớp chân này. khớp tay khớp chân và vai gối rất là tiện lợi luôn rất là hữu ích luôn. cho các bác cầm đi để các bác mấy bác đá bóng các bác cầm đi các bác sử dụng thì rất là tuyệt vời đây em sẽ bóc siêu ra cho bác xem luôn cái sản phẩm dòng cái sản phẩm dòng dầu nóng này đây em sẽ bỏ ra cho bác xem luôn cái sản phẩm dòng dầu nóng đấy hộp của nó thì một tí của nó sẽ như này để các bác sử dụng thì các bác lắp vào đây cho em lắp vào cái này cho em vào đây nhá sau các bác xịt vào tay này các bác xịt vào tay đây các bác xịt vào tay xong rồi các bác lăn lăn qua lăn lại mấy cái khớp ấy chỗ khớp nào các bác bị đau các bác lăn qua lăn lại theo đấy đảm bảo rất là tốt luôn để cho bác đỡ đau xương khớp này đấy rất là tuyệt vời đấy thì em sẽ báo giá luôn cho bác cái sản phẩm dòng dầu nóng thì bên em đang bán với giá là 50k nhá. 50k trên một lọ cái dầu nóng này để về cho bác sử dụng Đấy em sẽ báo giá lại một lần nữa Cái dầu nóng này thì bên em đang bán với giá là 50k nữa 50k cho một sản phẩm dầu nóng Một lọ này sẽ là 50k cho một sản phẩm để về cho bác sử dụng Để